Theo một số người dân, thời điểm cầu Phong Châu bị sập, trên cầu có một số phương tiện đang di chuyển. Trao đổi với phóng viên báo Dân Chí trưa ngày 9 tháng 9, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ sở y tế này đã nhận được thông tin về vụ việc. Theo thông tin nhận được, có thể có nhiều nạn nhân. Bệnh viện đã ngay lập tức triển khai các phương án để sẵn sàng cấp cứu cho các nạn nhân liên quan đến vụ việc. Đại diện phía bệnh viện thông tin, trong bất kỳ tình huống cấp cứu nào, chúng tôi cũng đều có phương án chuẩn bị từ trước, đáp ứng tốt nhất công tác cấp cứu. Xuống nước xong thì buông bọc xe. Không phải buông mà cả người cả xe xuống theo nhà, nhau dưới. Cháu nghĩ là không xuống đáy thì cũng gần đến. Cũng bắt đầu cháu lấy hết sức hơi thì cháu thở lên được. Đẩy lên được thì lên đến bờ thì gần như cháu hết hơi rồi. Xong thì tức là gọi là ngoi lên mặt nước. Ngoi lên mặt nước thì cháu vẫn xác định là không sống được. Thấy nó rình rình đằng sau thì cứ nghĩ là xe gì mà nặng tải thế mà nó thấy nó rình rình. Cứ nghĩ là nó rình theo kiểu dạng nhịp cầu nó rình thôi. Thế xong thì chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi. Em bơi một đoạn thì em vớ được cái chuối. Xong em hô cứu thì người ta cứu em. Trả lời tờ báo này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết các lực lượng chức năng đang thực hiện các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn sau khi cầu Phong Châu bị sập. Theo lãnh đạo huyện, hiện chưa xác định được thiệt hại về người và tài sản. Do nước chảy xiết, lực lượng chức năng đang có các biện pháp khẩn cấp để tìm kiếm cứu nạn. Hơn 12 giờ, phóng viên Ngọc Nga của báo Pháp Luật Việt Nam thông tin, do vụ sập cầu Phong Châu, công an tỉnh Phú Thọ đã phân luồng giao thông như sau: người dân các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn qua huyện Tam Nông để đi Lâm Thao, Việt Trì có thể lựa chọn các tuyến đường để đi di chuyển như sau. Các phương tiện qua huyện Tam Nông đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo quốc lộ 32, đi đường Hồ Chí Minh qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua quốc lộ 32 đi Lâm Thao, Việt Trì, hoặc các phương tiện đi quốc lộ 32, Tam Nông, đi cầu Trung Hà, đi Hà Nội, đi cầu Văn Lang, đi Việt Trì, Lâm Thao. Các phương tiện từ hướng Lâm Thao đi Tam Nông theo chiều ngược lại. Các phương tiện qua huyện Tam Nông để đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến quốc lộ 32, Tam Nông, đi qua cầu Trung Hà hoặc qua cầu Đồng Quang đi Hà Nội, Vĩnh Phúc, hoặc đi theo các tuyến quốc lộ 2, cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Tại đây, phóng viên Xuân Hồng của báo Pháp Luật Việt Nam ghi nhận các thông tin từ các nhân chứng hiện trường cho biết vào thời điểm sập cầu có 2 ô tô khách, 2 xe công nhân và nhiều người dân đi trên cầu. Tại thời điểm này, hai bên đầu cầu ghi nhận rất đông người và phương tiện ùn tắc, lực lượng chức năng đã xuất hiện để phân luồng và tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tam Nông, hai nhịp cầu Phong Châu rơi xuống sông, nhiều khả năng người và phương tiện đi qua cầu đã bị gặp nạn, đến lúc này chưa xác định được số nạn nhân cụ thể. Hiện, chính quyền tỉnh Phú Thọ đang huy động các lực lượng để tổ chức cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Hiện nhiều người dân đang tập trung hai bên đầu cầu, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ra khỏi khu vực này gấp vì đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu, nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cho biết nhiều khả năng cao người và phương tiện đã gặp nạn. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên báo Lao động, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao xác nhận vừa xảy ra sự cố sập hai mố cầu Phong Châu. Trong khi đó, nguồn tin của Lao động cũng cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng. Tại thời điểm này, mực nước sông Hồng đã lên rất cao, chảy xiết khiến hai mố cầu Phong Châu bị sập. Thời điểm cầu sập có phương tiện lưu thông trên cầu, tuy nhiên thiệt hại chưa được thống kê. Được biết, cầu Phong Châu là một trong những cây cầu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông của tỉnh Phú Thọ. Cầu có lý trình tại km 18+300 quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.